tổng hợp tình hình sư Minh Tuệ hôm nay. Em trai thầy lên tiếng hành động khiếm nhã của Phật tử. Ngày hôm nay, em trai thầy lên tiếng về thời gian khất thực lại của thầy khi nhận được câu hỏi từ một bạn quay phim về tin đồn rằng thứ hai tuần tới thầy Minh Tuệ sẽ đi khất thực lại và mọi người có thể gặp gỡ, đảnh lễ thầy. Anh Thình, em trai thầy Minh Tuệ đã lên tiếng trả lời câu hỏi được đưa ra nhằm xác thực tin tức lan truyền rằng thầy Minh Tuệ sẽ trở lại khất thực trong thời gian tới, tạo điều kiện cho các Phật tử được đảnh lễ và gặp gỡ thầy. Tuy nhiên, anh Thình đã đáp lại rằng anh không biết về thông tin này, cũng không biết khi nào thầy Minh Tuệ sẽ bộ hành trở lại, cho nên thông tin này chỉ là những lời đồn đoán vô căn cứ. Bà con Phật tử không nên vội vàng lên đường tìm kiếm thầy, tránh những khó khăn không cần thiết. Điều này càng khẳng định rằng hiện tại không ai có thể chắc chắn được thời gian cụ thể thầy Minh Tuệ sẽ trở lại khất thực. Thời gian này có lẽ phụ thuộc vào quyết định và tình hình của bản thân thầy Minh Tuệ. Phật tử để lại tiền trong cốc thầy Minh Tuệ. Chiều hôm nay, tại cốc của thầy Minh Tuệ, một sự việc đã xảy ra khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và cảm thấy phản cảm. Một Phật tử đã đến đảnh lễ thầy và để lại một số tiền tại cốc của thầy. Hành động này đã gây ra sự chú ý và khiến nhiều người bày tỏ bất bình. Bởi lẽ, thầy Minh Tuệ không có mặt tại đây. Theo truyền thống và nguyên tắc của hạnh Đầu Đà mà thầy Minh Tuệ đang tu tập, hạnh này tuyệt đối không nhận tiền, chỉ nhận đồ ăn từ những người cúng dường. Hạnh Đầu Đà là một con đường tu hành khắc khổ, yêu cầu người tu không được dính líu đến tiền bạc và vật chất để giữ cho tâm thanh tịnh và không bị ràng buộc bởi những yếu tố thế tục. Việc một Phật tử để lại tiền tại cốc của thầy không chỉ đi ngược lại với điều này mà còn làm mất đi sự tôn nghiêm và thanh tịnh của nơi tu hành. Một ngày, khi em trai của thầy Minh Tuệ biết được thông tin này, ông đã nhanh chóng nhờ các anh YouTuber đến trao lại số tiền này cho những Phật tử hữu duyên đang có mặt tại cốc này. Tại thời điểm đó, có một cô Phật tử đang đảnh lễ. Tuy nhiên, cô đã từ chối nhận số tiền này. Do đó, anh quay phim đã trao lại số tiền cho một cháu bé hữu duyên đứng đằng trước. Số tiền này không lớn, chỉ là 170.000 đồng. Nhưng hành động để lại tiền tại cốc của thầy thật sự rất phản cảm và không đúng với tinh thần tu tập của thầy Minh Tuệ. Việc để lại tiền tại cốc không chỉ đi ngược lại với hạnh Đầu Đà mà thầy đang theo đuổi, mà còn làm sai lệch ý nghĩa của việc cúng dường thầy Minh Tuệ. Thầy luôn nhấn mạnh rằng hạnh phúc và sự thanh tịnh không đến từ tâm hồn và lòng từ bi. Thầy chỉ nhận đồ ăn để duy trì sự sống đơn giản và thanh bần, giữ cho tâm hồn luôn trong sáng và không bị nhiễm ô bởi những yếu tố bên ngoài. Em trai của thầy Minh Tuệ đã nhấn mạnh rằng khi đến đảnh lễ, mọi người đừng để lại tiền. Đây là lời nhắn nhủ chân thành để giữ gìn sự thanh tịnh và tôn nghiêm cho thầy Minh Tuệ. Một cô Phật tử ở Quy Nhơn đã phát tâm làm từ thiện hỗ trợ bà con ở xã Hòa Bình, quê nhà của sư Minh Tạng và cũng là nơi thầy đang ẩn tu. Cô Phật tử này đã nhận phỏng vấn nhanh từ kênh YouTube Hoàng Sáu Thư Viện. Trong chuyến đi này, cô đã ghé thăm nhà và gặp cha mẹ của sư Minh Tạng. Cha mẹ của thầy rất hiền lành và nhân hậu. Họ đã gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình và cho biết rằng thầy Minh Tạng đang ẩn tu một mình. Chỉ có người thân mới được phép vào thăm thầy. Hằng ngày, cha thầy và người cậu thay phiên nhau mang cơm vào cho thầy Minh Tạng. Thầy không ra ngoài khất thực, mà chỉ ngồi yên tĩnh tu hành ở sau nghĩa địa. Trong cuộc hành trình tu hành, lòng tận tụy và kiên định của thầy đã thu hút sự yêu mến và kính trọng từ quý Phật tử. Thầy Minh Tạng, một trong những người đầu tiên theo chân sư Minh Tuệ, đã ẩn tu và trở nên hiếm hoi trong thông tin. Nhờ lòng từ bi và tận tụy của một Phật tử, chúng ta có cơ hội hiểu thêm về cuộc sống ẩn tu và những thông tin quý báu về thầy. Nhân chuyến thăm này, cô đã ghé qua giếng nơi cốc của sư Minh Tuệ, thăm cây bồ đề gốc bồ đề 200 năm tuổi.
Cây bồ đề đứng vững chãi giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ vi bát ngàn của vùng đất Tây Nguyên. Đây là không gian thanh tịnh, nơi mỗi ngọn cỏ, nhánh cây đều thấm đẫm hương vị của tâm linh. Con đường đất đỏ dẫn vào chốn ẩn tu của thầy, dù trải qua những trận mưa làm đất ẩm ướt và trơn trượt, vẫn in dấu bước chân của những Phật tử đến đây với lòng thành kính và sự ngưỡng mộ sâu sắc. Câu chuyện về mẹ già sư Minh Tuệ đã khiến hàng ngàn người xúc động và cảm động. Đây không chỉ là một ví dụ rõ nét về tình mẫu tử thiêng liêng, mà còn là một bài học sâu sắc về tình yêu thương và sự hy sinh vô bờ bến của người mẹ. Vào một buổi sáng, tôi đã ghé qua nhà thầy Minh Tuệ. Khung cảnh nơi đây yên bình, vắng lặng. Mẹ thầy đã chuẩn bị nhiều đồ ăn sẵn trong bịch để cúng dường cho thầy. Bà kể rằng bà đã dậy từ nửa đêm để nấu cơm cho thầy. Mặc dù đã nhiều lần chuẩn bị, nhưng bà vẫn chưa thấy thầy đi qua để khất thực. Bà chỉ nghe người ta bảo rằng thầy sẽ về, nên bà cứ chuẩn bị kẻo thầy đói. Hình ảnh một người mẹ già hiền hậu, tóc bạc phơ, đứng trước cửa nhà trong chiếc áo màu nâu sẫm. Trên gương mặt hiện rõ sự mong mỏi và đợi chờ. Trong ánh mắt của bà, tấm lòng của bà chứa đựng tình yêu thương vô bờ và nỗi nhớ con sâu sắc. Trong túi, bà đã sắp xếp cẩn thận các nắm cơm, chai nước, sữa đậu nành và một vài món ăn khác. Mỗi món ăn đều là tấm lòng của một người mẹ luôn lo lắng cho con, mong rằng con sẽ có đủ sức khỏe để tiếp tục con đường tu hành của mình. Trước đây, có một lần sư Minh Tuệ đi khất thực và đứng trước cửa nhà. Tuy nhiên, lúc ấy nhà không có ai, và theo nguyên tắc hạnh tu của thầy, thầy không thể tự ý vào nhà khi chưa có sự đồng ý của gia chủ. Thầy lặng lẽ bước qua nhà hàng xóm, để lại niềm tiếc nuối và xót xa trong lòng người mẹ già. Biết chuyện từ đó, bà quyết định sẽ luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn, mong rằng một ngày nào đó sư Minh Tuệ sẽ lại ghé qua và lần này sẽ không phải ra đi. Lặng lẽ, người mẹ già ấy với tấm lòng bao la và tình thương con vô hạn, luôn dậy thật sớm để chuẩn bị từng món ăn. Bà thường xuyên đứng ở cửa nhà, nhìn ra xa với niềm hy vọng nho nhỏ, mãnh liệt rằng con trai mình sẽ quay về. Câu chuyện này đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Bà hiểu rằng sư Minh Tuệ đang trên con đường tu hành gian khổ, nhưng bà vẫn hy vọng con trai mình sẽ có những khoảnh khắc bình yên bên gia đình, dù chỉ là thoáng qua. Người mẹ dù luôn tràn ngập nỗi lo lắng và xót xa trước những khổ hạnh và thử thách mà con trai mình phải đối mặt, nhưng bà vẫn luôn tôn trọng và ủng hộ quyết định của con. Bà hiểu rằng đối với sư Minh Tuệ, con đường tu tập là con đường bát chánh đạo mà thầy đã chọn, không chỉ vì niềm tin vào lý tưởng cao cả của đạo Phật, mà còn vì khát khao tìm kiếm niết bàn và an lạc thực sự. Mỗi ngày, bà mẹ vẫn thầm lặng dõi theo từng bước chân của con trai mình, biết rằng thách đố là một phần không thể thiếu trên con đường tu hành của thầy Minh Tuệ, giúp thầy rèn luyện tâm bồ đề kiên định với Phật Pháp và tiến gần hơn đến sự giác ngộ. Trong lòng người mẹ luôn tồn tại một niềm hy vọng và sự tự hào vô bờ bến đối với con trai mình. Bà hiểu rằng con trai đang đi theo con đường của Đức Phật, con đường của sự từ bi, trí tuệ và giải thoát. Bà cũng biết rằng con đường tu tập của thầy Minh Tuệ không chỉ mang lại lợi ích cho riêng thầy, mà còn lan tỏa ra xung quanh, đem lại an lạc và hạnh phúc cho cả chúng sinh. Bà mẹ tôn trọng sự lựa chọn của con trai mình, bởi bà biết rằng niềm hạnh phúc và an lạc thật sự của thầy Minh Tuệ không đến từ những tài sản vật chất hay cuộc sống thế tục. Thay vào đó, nó đến từ sự thanh tịnh trong tâm hồn, sự hiểu biết sâu sắc về tứ diệu đế và lòng từ bi vô lượng. Bà hiểu rằng, đối với một người tu sĩ như thầy Minh Tuệ, những giá trị vật chất chỉ là những thứ phù du, tạm bợ, không mang lại sự bền vững và bình an thực sự. Việc từ bỏ tiện nghi vật chất không phải là sự hy sinh, mà đó là sự lựa chọn để đạt được những giá trị cao quý hơn. Khi đó, sự thanh tịnh trong tâm hồn là thứ mà không một tài sản nào có thể mua được, và đó mới chính là nền tảng của hạnh phúc bền lâu.
Thầy Minh Tuệ tìm thấy hạnh phúc và an lạc trong sự đơn giản, trong sự kết nối với bản ngã thân và vũ trụ. Thầy đã chọn con đường tu tập, gian nan, bỏ lại sau lưng những hào nhoáng của cuộc sống thế tục để tìm kiếm sự giác ngộ. Mỗi bước đi của thầy trên con đường đó là một sự thử thách, nhưng cũng là một cơ hội để thầy trau dồi và thăng tiến trong Phật Pháp. Từ việc hiểu và thực hành tứ diệu đế, bốn chân lý cao cả mà Đức Phật đã dạy đến, việc giữ vững tâm Bồ Đề và lòng từ bi, tất cả đều là những bước đi quan trọng trên con đường tu tập của thầy Minh Tuệ. Con trai mình đang sống một cuộc sống đầy ý nghĩa, mỗi ngày đều là một bước tiến trên con đường tìm kiếm chân lý, tìm ra sự giải thoát tuyệt đối, không còn khổ đau sinh tử và luân hồi. Cũng như ngày đó, Thái tử Tất Đạt Đa rũ bỏ cuộc sống vương quyền để trở thành Đức Phật đầu tiên trong lịch sử. Hàng năm, cứ đến mùng 8 tháng 2 âm lịch, Phật tử khắp nơi lại thành tâm làm lễ kỷ niệm ngày xuất gia của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây là ngày kỷ niệm sự hy sinh cao cả nhất, vĩ đại nhất, có một không hai trong lịch sử loài người. Nếu không có ngày này, sẽ không có ngày Đức Phật thành đạo, không có sự xuất hiện của bậc toàn giác Phật Thích Ca Mâu Ni sau này. Hãy cùng xem lại cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trước khi ôn lại tiểu sử của Ngài, để người đọc nhận định dễ hơn về ngày tháng ghi trong tiểu sử của Ngài. Chúng ta xin nhắc lại rằng Đức Phật Thích Ca sanh vào năm 624 trước Tây Lịch và nhập Niết Bàn lúc 80 tuổi vào năm 544 trước Tây Lịch. Đây là một hành trình tìm kiếm sự giác ngộ đầy khó khăn và gian khổ, cuối cùng thấy được chân lý vũ trụ và truyền bá Phật Pháp, để lại những dữ liệu tiên tri cho tới tận thời đại chúng ta ngày nay. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từ một vị hoàng tử dũng cảm, rời bỏ cuộc sống nhung lụa nơi hoàng cung, đã trải qua hành trình đầy bi tráng và hào hùng để tìm ra con đường giải thoát cho chúng sinh. Cuối cùng, Ngài truyền bá Phật Pháp, để lại những dữ liệu tiên tri cho tới tận thời đại chúng ta ngày nay.